Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đến với tập 25 của series Manchester United cày chay lần này. Ôi dồi ôi, mới ngày nào còn chập chững tập 1, tập 2 mà chưa gì hết, còn 5 ngày nữa thôi là kết thúc series MU này rồi đó nha. Mở đầu cho tập 25 thì hôm nay sẽ là phần săm soi giá trị đội hình. Hôm qua mình có hỏi anh em là theo anh em đội hình của mình hiện tại bao nhiêu tỷ PP là đẹp mà mãi chả thấy ai trả lời, nên hôm nay mình quyết định tự săm soi nhé. Đầu tiên sẽ là vị trí của Van Gogh mùa LN, giá của anh ta hiện tại chỉ dao động từ 25 đến 30 tỷ, nhưng giá thật của anh ta sẽ là 80 tỷ PP cho một cầu thủ ở mức thẻ cộng 5. Hai bên cánh sẽ lần lượt là Zaha, Returnet và Mkhitaryan mùa 22 UCL. Zaha ở chỉ số 112 có thể lên tới 22 đến 25 tỷ, còn Mkhitaryan chỉ số 113, theo mình thấy anh ta ở mức 40 tỷ là phù hợp nhất rồi. Ba vị trí tiền vệ sẽ lần lượt là Eric Cantona mùa back to back, Try Tiger mùa B4 Cup và Paul Scholes mùa LN. Eric Cantona 111, theo mình thấy giá thật của anh ta sẽ là 22 đến 25 tỷ là đẹp rồi. Try Tiger mùa Bet World Cup 112, nhưng giá trị sử dụng vẫn tốt hơn Zaha nên theo mình thấy 30 tỷ là con số đẹp nhất rồi. Tới Paul Scholes, em hàng này 113, nhưng có trong đội hình MU 2008 chắc chắn hơn em Mkhitaryan nhiều, 50 tỷ sẽ là con số phù hợp nhất nha. Đến với bộ tứ hậu vệ, lúc so 109 hơn 5 tỷ, Neville cộng 7, giá 2 tỷ 5, hai cầu thủ này đều chuẩn rồi nên không cần phải bàn tới. Bộ đôi trung vệ thép Vidic và Ferdinand, mình có nhớ là trước khi bị phít giá, hai em hàng này lên tới 30 tỷ rồi ấy chứ, tổng cộng lại là 60 tỷ rồi đó nha. Như vậy là chỉ mới tính sơ sơ 11 cầu thủ, mình đã có hơn 300 tỷ rồi đó nha. Giờ còn hạng dự bị bao gồm những cầu thủ này, anh em cùng tính dùm mình nhé, xem ai sẽ là người tính chuẩn nhất đây. Anh em nghĩ nếu đội hình của mình về giá thật nhất sẽ là bao nhiêu tỷ PP nhỉ? Có được tới 400 tỷ hay là không? Cùng bình luận cho mình biết với nhé. Và quay trở lại với những công việc hàng ngày, giả lập 5 trận, đã xếp hạng 1v1 5 trận thì đây là tất cả những gì mà mình nhận được. Cùng xem hôm nay sẽ có gì nhé. Mà sắp tới sẽ có sự kiện EACC, mình có nhớ là hai đội được đi Hàn Quốc, một là Tom, hai là Pro Gamer thì phải, nhưng mà giữa tháng mới đi hay là sao ấy, nên là cũng phải lâu nữa chúng ta mới có một sự kiện miễn phí ngon lành. BP gom được là 1 tỷ 3, khỏe cả người rồi nha, cầu thủ mở ra chắc thu về tầm được 700 triệu, tổng của ngày hôm nay mình được 2 tỷ rồi đó nha. SVip của đợt sinh nhật, anh em đã xài hết chưa nhỉ? Mình thì còn đúng 2 cái một ngày nữa thôi là hết sạch rồi, theo mình nghĩ có vẻ như sắp tới mình sẽ không đủ thời gian để có thể đem Ronaldo mùa World Cup 22 về được. Khi có rô cần phải phôi nữa cơ, mà để săn phôi trong vòng 1-2 ngày thì quá là căng. Deadline này chắc chắn là sẽ không hoàn thành được rồi đây, đành phải nộp bản kiểm điểm thôi. Trong một trường hợp xấu nhất mình không mua được rô World Cup 22 thì mình chuyển sang rô Bet World Cup được không nhỉ? ST giờ đã có Van Gogh với Lukaku rồi, nhưng vị trí của Zaha thì thể lực hơi yếu, mình nghĩ nên bổ sung thêm rô Bet World Cup mới thật sự chất lượng cho hành lang cánh. Và quay trở lại với phần cơm áo gạo tiền, đây rồi, tay cầm trong TikTok Shop, anh em thông cảm giúp mình nhé, mình cũng đang cố gắng dần dụm để có thể đem về một chiếc máy tính mới, mong lần này sẽ không phải xúc ảo nữa. Anh em chỉ cần nhấn vào trang cá nhân của mình, sau đó ấn vào biểu tượng giỏ hàng, như vậy là đã hiện ra rất nhiều mẫu rồi. Anh em chỉ cần kéo xuống và tìm cho mình một mẫu tay cầm phù hợp thôi. Và nếu có thắc mắc gì đừng quên nhắn tin qua fanpage hoặc TikTok để mình hỗ trợ tận tình nhé. Và hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem, chúc mọi người một ngày vui vẻ. L'arbitro ha segnalato 2 minuti di recupero.